Xin chào các anh chị, hôm nay Phú sẽ tiếp tục đại diện cho các anh chị. Chúng ta lại có những câu hỏi cực kỳ khó đến với anh Trung, một trong những người là chuyên gia của em. Theo như mình biết thì cái giá mà của anh Trung đi tư vấn thì hiện tại cũng hơi cao. Do đó là những câu hỏi mà ngày hôm nay mình có, mình đặt trực tiếp cho anh Trung luôn. Mình sẽ khai thác anh Trung hết mức ngày hôm nay. Dạ, không biết anh Trung có đồng ý không anh Trung ha? Cảm ơn anh Phú ha. Thì tất nhiên là nếu những chương trình webinar thì Trung luôn sẵn sàng gọi là chia sẻ rất rất là cởi mở, giúp những anh chị giải đáp những thắc mắc mà nếu các anh chị có trong những cái chủ đề của webinar, thì các anh chị có thể thoải mái đặt những câu hỏi giao lưu để mình mở rộng những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm. Quan hệ cổ đông, tên tiếng Anh IR, Investor Relationship. Vậy thì chúng ta đi từ cái định nghĩa trước đi. Anh có thể cho tất cả mọi người biết là cái định nghĩa của IR nó như thế nào, và ở nhiều góc nhìn ha, bởi vì anh ở Singapore, và nếu mà cái việc quan hệ cổ đông ở Việt Nam so với Singapore thì anh đã trải nghiệm qua rồi, anh có thể cho một cái định nghĩa mà nó dễ dàng nhất cho tất cả mọi người ở đây. Yeah, cảm ơn cái câu hỏi mở đầu của anh Phú. Thực ra thì cái chữ IR, Investor Relation, thì chúng ta có thể hiểu rộng ra là quan hệ nhà đầu tư. Tại sao ở Việt Nam mình hay gọi là quan hệ cổ đông? Tại vì quen miệng thôi, không gì hết. Và lịch sử để lại, ngày xưa chúng ta gọi là quan hệ cổ đông, nên tới giờ người ta cũng gọi là quan hệ cổ đông. Nhưng về bản chất nên hiểu rộng là quan hệ nhà đầu tư. Và nhà đầu tư ở đây thì nó sẽ gồm bao nhiêu? Gồm rất nhiều cái đối tượng liên quan, gọi là stakeholder. Quan hệ nhà đầu tư là sao? Nghe thì phức tạp, dễ cũng dễ thôi. Đó là một cái giao tiếp và truyền thông. Giao tiếp thì có nghĩa là một bên giao một bên tiếp và truyền sao giao thông thôi. Thì doanh nghiệp và thị trường cần có cái sự giao tiếp và truyền thông hai chiều. Đây mình nói là hai, nhấn mạnh là cái hai chiều ha, có qua và có lại, để cho thị trường và cụ thể là những đối tượng trong thị trường như nhà đầu tư, những cộng đồng đầu tư, những cái bạn làm về phân tích định giá những công ty chứng khoán, họ có đúng đủ thông tin, và những thông tin đó là thông tin có giá trị để họ đưa ra những cái nhận định về giá trị của cái chứng khoán đấy. Hiểu đơn giản thôi, giao tiếp qua lại làm sao cho thị trường hiểu, nắm rõ những cái thông tin để đưa ra một cái định giá, một cái nhận định về giá trị chứng khoán, thì đó gọi là quan hệ cổ đông, gọi động gọi là quan hệ nhà đầu tư. Quan hệ nhà đầu tư. Dạ. Rất đơn giản là có người giao thì có người tiếp. IR và BR, BR ở trong marketing public relationship. Em vẫn đang phân vân hai này nó có giống nhau không anh? Bên BR thì đó là bán sản phẩm, IR thì em bán cổ phiếu. Hai này nó có giống nhau không anh? Mình phân tích thêm chỗ này thêm tí. PR thì nói nó động hơn, thì PR và AR có khá là nhiều cái mảng chung, có thể gọi là overlap, một số cái gọi là overlap với nhau. Một trong những cái case mà điển hình vừa xảy ra ở Việt Nam cái mùa Covid vừa rồi, thì chắc anh Phú mọi người cũng biết là cái trường hợp của Bách Hóa Xanh. Bách Hóa Xanh họ đưa ra một cái thông báo trên trang web dành cho cổ đông của họ là kính gửi cổ đông, kính gửi các đơn vị liên quan đấy, và chúng tôi không giữ giá hàng bán, không giảm giá vì các lý do sau đây ABCD. Thì ngay lập tức cư dân mạng rồi rất là nhiều người họ lên họ ý kiến, hoặc là họ kêu là trong mùa dịch này không giảm giá. Thì cũng rất là nhiều người hỏi là như vậy là cái công tác làm PR của ông này có vấn đề không? Tự nhiên lại quăng cái tờ đó đi lên mạng chi để cho người ta lao vô người ta chửi trong khi mà dịch bệnh như vậy. Nhưng về bản chất thực sự là trong cái chuyên trang về quan hệ cổ đông của người ta, và về mặt bản chất mình hiểu là Thế Di Động là một công ty họ rất là chuyên nghiệp trong việc gọi là IR, thì họ đang cố gắng truyền thông, truyền những cái thông điệp đó đến nhà đầu tư. Thì tuy nhiên truyền đến thông điệp nhà đầu tư nhưng mà nó nằm trên mạng, thì mọi người lên là mọi người lấy thôi. Mọi người nói là đây là công tác PR không khéo. Thì về cơ bản là nó có những cái sự trùng nhau, và tiếng Anh nó gọi là overlap. Thì đơn giản thế này thôi, chúng ta nhìn đầu tiên nhìn đối tượng ha, đối tượng truyền thông của PR. PR là public mà, public relation mà. Public thì coi đầy đủ rồi, ai ngồi cũng nói cho này, và chắc chắn đâu đó nó sẽ trùng những đối tượng của IA, bao gồm nhà đầu tư, bao gồm các công ty chứng khoán, bao gồm ngân hàng, bao gồm một số cái nhà đầu tư tiềm năng, thì nó gọi là đối tượng nó trùng, hơi trùng nhau xíu, tức là phân biệt như vậy. Cái đối tượng của IA thì nó cụ thể hơn là đối tượng của PR. Thứ hai là cái mục đích hoặc là cái mục tiêu của việc truyền thông nó khác nhau. Mục tiêu của PR thì có thể là những cái thông điệp liên quan đến bán hàng, còn những cái mục tiêu của IA thì nó có thể liên quan đến cái việc là cung cấp những cái thông tin cho cổ đông, hoặc là cung cấp theo cái yêu cầu của pháp luật.
đó là cái mục tiêu của cái việc cung cấp thông tin đó, thì nó sẽ khác nhau. Đó thì mình phân biệt qua cái đối tượng và cái mục tiêu của việc cung cấp thông tin ra ngoài. Thứ hai là một chiều ấy chị ha, là mình phát ra thông điệp thôi, mình báo chí, mình qua media, qua Facebook, qua các kênh, các phương tiện đó là mình phát ra một chiều, và IA thì nó là hai chiều, đó, mình phân biệt một số điểm khác nhau như vậy. Ở đây được hiểu là chúng ta nói với cổ đông, nói với nhà đầu tư thì họ sẽ có những cái phản hồi ngược lại về công ty của mình. Anh ví dụ bằng cái case của Thế Giới Di Động thì em là người em hay theo dõi bên Thế Giới Di Động. Họ có cả một cái trang web thiết kế cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Ở trên đó là chỉ có thông tin dành cho nhà đầu tư thôi. Bản thân em cũng coi xong mà em còn muốn đi mua cổ phiếu của nhà Thế Giới Di Động, bởi vì họ làm rất rõ ràng. Và khi mà xem cái trang đó đó, thì mình phải đặt mình luôn vào cái đối tượng mà người ta đang muốn truyền thông. Đây là những người mà họ muốn truyền đến cái thông điệp cho những người mà đang đầu tư cổ phiếu vào trong cái công ty Thế Giới Di Động. Chứ cái trang đó thì nó thiệt chắc là người mà không quan tâm lắm tới vấn đề về đầu tư chắc là có khi không biết, bởi vì lên trang đó không có gì để mua cả, chỉ có những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Thế Giới Di Động thôi. Và em đánh giá là bên Thế Giới Di Động họ làm cái hành động đó rất là hay, nhà đầu tư có thể lấy được thông tin bất cứ lúc nào, và cái đó nó cũng vô tình làm lộ cái tờ thông báo dành cho các nhà đầu tư, giống như cái cây sữa Bách Hóa Xanh như anh Trung nói. Dạ, bây giờ thì em rõ rồi đó. Chia sẻ thêm xíu nha. Dạ, mời anh. Chuyên trang thông tin dành cho cổ đông của Thế Di Động á, thực ra nó cũng không phải tự nhiên nó có đâu. Là họ làm rất chuyên nghiệp, rất bài bản đúng không ạ? Dạ đúng. Em đánh giá là rất hay luôn, là vô. Chính xác là tại sao họ là làm rất là đặc biệt đâu? Rất hay không ạ? Có nhiều công ty khác ở đây không tiện nói ra công ty nào, thôi mình không có nhu cầu để nói xấu người khác, nhưng mà em cũng đem thử cái cách làm của Thế Giới Di Động, em đi em xem những công ty lớn lớn khác, cũng công ty cổ phần ha, thì thấy làm không chuyên nghiệp bằng. Thông tin đó, nó quá cũ đi. Ví dụ như bên Thế Giới Di Động người ta update lên rất nhanh, năm nay năm 2022 là số liệu lên đầy đủ rồi, chuẩn bị đại hội cổ đông họ đưa tin lên nhanh chóng. Còn một số công ty khác bây giờ lên còn thấy là cái trang báo cáo thường niên của năm 2020. Đó, chia sẻ với Phú một thông tin là bằng về quan hệ cổ đông quốc tế của Trung á, là chủ tịch Thế Giới Động anh Tài ngày xưa anh cũng đi học á. Anh không đi thi thôi, nhưng anh không đi thi đâu, tại anh chủ anh không có nhu cầu cầm bằng. Đã, mình có nhu cầu cầm bằng thì mình đi thi. Vì vậy nên là bên nó hiểu rất là rõ về công tác về quan hệ nhà đầu tư. Họ làm rất là bài bản, rất là chuẩn chỉnh như vậy. Nó không có tự nhiên sinh ra đâu, đã có cũng do học hành mà nên hết rồi. Dạ, như vậy nó không phải tự nhiên mà có đâu. Nếu mà muốn biết lái xe thì cũng phải tập nữa không? Khác là anh Tài, anh có thể lái xe mà anh không cần có cái bằng thôi. Nhưng mà anh cũng không đi lái bên ngoài. Còn anh Trung là có nhu cầu có cái bằng.